Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Marino Murillo Hoque, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban triển khai nghị quyết Đại hội 6 Đảng Cộng sản Cuba làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm tại Việt Nam. đồng chí Marino Murillo Jorge chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, chuyển đến Tổng Bí thư lời thăm hỏi ân cần của Chủ tịch Raúl Castro, bày tỏ sự khâm phục về những thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, coi đó là nguồn kinh nghiệm rất có giá trị để Cuba tham khảo trong quá trình triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội tại Cuba. Đồng chí đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những kết quả bước đầu trong quá trình đưa đường lối cập nhật hóa của Đại hội 6 Đảng Cộng sản Cuba vào cuộc sống, đánh giá cao các nội dung làm việc với các cơ quan Việt Nam trong chuyến thăm và khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Cuba trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Marino Murillo Jorge và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Cuba sang thăm Việt Nam, coi đây là biện pháp thiết thực để triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, là dịp tốt để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác giữa hai đảng hai nước. Tổng Bí thư cho biết, thực tiễn đổi mới ở Việt Nam trong 26 năm qua đã chứng minh rằng đổi mới là cần thiết, là chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đây cũng là công việc mới đầy khó khăn phức tạp, cần phải kiên trì có các bước đi thích hợp và kịp thời giải quyết các mâu thuẫn vấn đề nảy sinh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là Chủ tịch Raúl Castro và lãnh tụ Fidel Castro kính mến, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng cao cả của mình. Tổng Bí thư khẳng định lại sự ủng hộ tình đoàn kết trước sau như một của đảng cộng sản và nhân dân việt nam đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của đảng cộng sản và nhân dân cuba bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ song phương giữa hai đảng và nhân dân hai nước trong thời gian tới